Đây là một cái bài kinh Đức Phật dạy. Thật ra trong nguyên cái kinh Trung Bộ đó quý vị, 153 bài, có thể nói dưới nhiều cách thức khác nhau, nhưng mà nó chỉ có một tụ trung một cái chỗ thôi. Tức là Đức Phật dạy cho những cái hàng tỳ kheo, mà trong đó đừng có nói là không có con, dạy cho tỳ kheo thôi, con không nghe, không phải vậy. Đức Phật dạy cho chúng ta luôn. Thầy tỳ kheo là như quý thầy, quý sư cô, là người thọ giới, cạo tóc, đắp y à, như vậy. Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là bài kinh này quý vị không có nên nghe, không có thực tập được, không phải. Nội dung của kinh Phật dạy đều chung cho hết mọi người. Qua bài kinh này, tuy đối tượng là tỳ kheo nhưng mà mình vẫn phải nghe, và mình có những cái ứng dụng thực hành rất là thực tiễn trong đời sống của mình ha. À, chúng ta thấy là Đức Phật giảng rộng rãi nội dung như thế nào, chỉ là cái phương tiện, cái nơi chốn và cái hội chúng nó khác nhau thôi, chứ nội dung là gần như là thống nhất một chỗ. Tức là Đức Phật nói như nước biển chỉ có một vị mặn, thì giáo pháp của Đức Phật chỉ có một vị giải thoát, hiểu không? Cho nên là nói cái cách nào, nói cái phương tiện nào, nói cái ví dụ nào, mục đích cũng đưa đến an lạc và giải thoát, quý vị hiểu không? Cho mình tu cái pháp môn nào mà mình về mình thấy mình vui vẻ hơn nè, mình thấy thoải mái hơn nè, mình thấy mình dễ bao dung hỷ xả hơn, mình rộng lượng từ bi hơn, là mình tu đúng pháp. Cho mình tu cái pháp môn nào mà về mình nhăn nhăn nhó nhó, mình khó chịu, sân si, bực bội, bữa mình chưa tu mình còn dễ chịu, mình tu rồi mình khó chịu muốn chết, chồng mình chịu không nổi mình, con mình chịu không nổi mình, tu không đúng pháp. Tu theo đúng pháp Phật là phải thực sự có giải thoát và an lạc. Mình đừng có ràng buộc một cái gì hết. Và mình không có chấp ngã, chấp nhân, chấp pháp tùm lum hết. Dạo này có rất là nhiều vị vào cái thời buổi này đó, quý vị tiếp cận phương tiện thông tin đại chúng rất là nhiều. Thậm chí có những khóa học về Phật học dành cho cư sĩ, mở rộng cửa cho cư sĩ học. Có rất là nhiều vị đi học, học nhiều rồi á, nó làm cho mình gọi là cái sở tri chướng. Nghĩa là cái chướng ngại do mình biết, hiểu không? Đúng là mình biết nhiều mình phải được giải thoát mới phải. Đằng này mình biết nhiều mình còn bị chướng ngại hơn. Tại hồi đó mình không biết thì mình coi ai cũng giống như mình. Tới hồi mình biết rồi mình nói ê cái bà kia dở, mình đây là bóng biết rồi. Vậy đó, cái là mình thành ra là mình ngã mạng thêm. Gọi là cái biết do cái sợ tri chướng. Có nhiều vị gặp sư cô, hồi ơi mừng quá chừng luôn. Bữa trước cô ở trên chùa vậy đó, có cái bác kia cũng lớn tuổi rồi, bác lên chùa bác gặp cô một cái, hồi ôi bác ôm bác dặn một cái cưng quá à, cô muốn gãy cái xương luôn, mà bác cưng cái nữa là cô lẹ gò lòi cái xương hàm luôn. Nhưng mà sao, bác có phải bất kính với cô không? Không, bác thiệt sự là bác rất là thích cô, bác rất là dễ thương. Xong rồi con bác đi lấy chồng bên này, rồi cái chị đó chỉ bảo lãnh bác qua đây. Xong rồi cái bác qua đây bác gặp cô bằng xương bằng thịt, rồi bác mừng quá đi, bác ẩm một cái bác nhấc bổng cô lên trời luôn. Mà bác cái tướng bác bự lắm, bác cao 1m65 lận, to bự, cô cũng thở không nổi luôn, mà cứ dãy và không thả. Nhưng mà mấy người cảm thấy là bác đó bất kính quá à, rồi có bác cũng giữ cũng dở la, làm gì là không được vậy, mà nạt bác một cái bác sợ. Nhưng cái đó là mình cũng hiểu được là à, bác làm vậy có đúng không? Không đúng, không có đúng, không có ôm nựng vậy, cô đâu phải búp bê đâu. Với lại nhất là khi cô đắp y rồi, quý vị làm vậy là người ta chửi cô mất oai nghi nữa, phải không? Nói cô không biết dạy rồi này kia kia nọ là không được. Nhưng mà mình phải hiểu được là sâu sắc là bác đó có cố tình là hỗn hào hay bất kính vậy không? Không có, bác thiệt tình quá à. Thì mình có thể là à, mình biết cái đó là hành vi không có đúng đắn, hoặc là mình biết là quý thầy có giữ giới đúng không? Mình là người nữ, mình cứ nắm tay quý thầy mình chụp hình vậy nè là đâu có được. Nhiều người ngưỡng mộ quý thầy giảng sư nổi tiếng á, xong cứ ôm chụp nắm tay vậy nè, thầy cũng ngại thầy không dám nói. Nhưng mà cái đó có phạm không? Dạ không đúng. Dạ thì cái người mà họ chưa học giới, họ chưa gì biết gì hết á, thì họ không có chữ. Nhưng mà cái người mà biết chút rồi là bắt đầu chữ ta không biết gì trơn cứ vậy. Cái chùa nhỏ nhỉ, xong rồi nhất là cái vụ lại Phật, là chùa mình là lại 108 lại hoài à. Thì cô có hướng dẫn cái cách lại Phật rất là kỹ, nhưng mà dĩ nhiên kỹ cỡ nào cũng có những người mới đi chùa lần đầu mà. Tới đây chùa lần đầu tôi đâu có khép được cái chân xuống đâu, là cái mông người ta sẽ nhổng lên, cái mình ngồi đằng sau cái mình không quan hỷ. 108 lại của mình được có lại đầu tiên, 107 lại lo nhịn mẹ kia chữ không à. Đi chùa nãy cô chỉ rồi mà còn biết là vô duyên vậy, cứ vậy rồi 107 lại đâu nghe gì đâu. Hay ta hít thở ta nghe cái lời đây, ta quên mất cái vụ chị kia chỉ lại sao, kệ chị đúng không? À, quan trọng là cái mình hơi thở, mình tĩnh lặng, mình yên. 108 lại của mình giá trị cũng như thường. Đâu phải mình hướng về cái mông chỉ lại đâu, mình hướng về ông Phật và mình hướng vô cái tâm của mình mà đúng không? À, nhiều người đi chùa về một ngày vui ơi vui, nhiều người đi chùa về tăng thân bó hó bực quá chứ bực luôn à. Nghĩ à, bực hà. Cứ vậy đó. Ừ. Như vậy, trưa nay quý vị thấy cô hướng dẫn ăn cơm chánh niệm không? Vui ha. Những người ăn cơm chánh niệm quen rồi đó, cái bắt đầu đến chùa nào á mà ăn cơm mà ồn bắt đầu chữ đó nha, chê đó nha. Ờ là bắt đầu chê. Cho nên ý cô nói quý vị ở đây là sao? Mình học Phật để mình có giải thoát, mình có bình an, mình học để mình biết, mình hành, chứ không phải mình học mình biết để mình chê người ta.
chứ phải mình học mình biết để mình đi sân thi với người ta. Không phải, hồi nãy các chị đến ôm cô có nói đó không, đừng ôm, chắp tay đi gọi là đẹp rồi. Nhưng mà cô có giận không? Không. Cô quạo không? Không. Nhưng mà cô có để yên cho ôm không? Cũng không. Đó, vậy mình mới thoải mái tự tại chứ. Chị lỡ ôm rồi giờ làm sao, chị cũng vẫn ôm cô gọi. Nhưng mà dù cô quạo là cô quạo từ đây tới chiều luôn hả? Ngày nào cô cũng quạo vậy, đâu phải đến đây người ta mới chụp hình với cô đâu. Ở giờ người ta cũng chụp hình vậy. Có nhiều người vô sờ cái mặt cô kỳ kỳ vậy, hỏi thiệt không biết chi không, tưởng có gì không, nó tưởng thấy cái mặt cô nó bán tàn nhang gì. Cái chị có thấy ở đây có ai chạy quảng cáo không? Ở trên mạng nó photoshop, nó lấy hình cô trị nám tàn nhang, nó photoshop mặt cô đầy tàn nhang, mẹ cô còn nhận không ra. Tưởng không phải gì. Có nhiều chị coi trên mạng xong đến sờ vậy, coi có bị gì không á. Ở đâu có gì đâu nè. Lúc đó mình làm cái gì giờ? Bà sờ xong bà đi rồi, còn mình ôm cục tức hả? Bà vô duyên vừa thôi, đâu có vậy đúng không? Người ta không biết thôi, ý cô nói vậy. À, mình đi chùa sao mà ngày đầu cũng như ngày sau, mình đi xong mình thoải mái, mình dịu dàng, mình dễ dàng ra. À, mình hiểu, có hiểu thì mới có thương. Cái này hồi mỗi lần mà đi khóa tu là cô hay chỉ với Phật tử hát bài này lắm. Có hiểu là mới có thương, mà hiểu sâu thì mới thương lớn. Mình nhìn thoáng qua là mình khó chịu liền. Nhưng mà mình hiểu được cái bối cảnh gia đình người ta lớn lên, mình hiểu được những người xung quanh trong cái giáo dục gia đình, giáo dục xã hội, nó hình thành nên người ta chỉ tới đó thôi. Khi mình hiểu được sâu sắc cái vấn đề đó rồi, mình sẽ thấy thương chứ mình không thấy ghét. Chứ mình không có coi mình là vĩ đại, mình không coi mình là tự hào, là trên người, không có. Bài kinh này dạy cái đó đó quý vị. Bài kinh này thật ra là Đức Phật dạy chúng tỳ kheo ở một cái làng này là lần đầu tiên, là không biết gì đến Phật Pháp hết đó. À, thì Đức Phật mới dạy là thế nào gọi là Sa Môn và Bà La Môn. Quý vị biết thổ của Đức Phật á, là trước khi Đức Phật mà thành lập Phật giáo đó, Đức Phật chứng thành chánh đẳng chánh giác đó, thì đã có rất là nhiều tôn giáo khác rồi. Và cái danh từ Sa Môn được dùng rất là nhiều rồi. Thì Đức Phật khi mà Ngài làm giáo chủ, chứ là Phật giáo mới đó, Ngài cũng không có kiểu mà bài xích toàn bộ, Ngài vẫn dùng những danh từ Phật, những danh từ đó, nhưng mà theo cái nội hàm Phật học. Quý vị hiểu không? Sa môn chỉ những người tu hành chung, nhưng mà sa môn thích tử là chỉ những người tu hành theo Đức Phật đó. Thì đối với Đức Phật, Đức Phật định nghĩa lại thế nào gọi là sa môn, tức là thế nào được gọi là những người có phạm hạnh. Phạm hạnh tức là về cái giới hạnh của bậc thánh đó. Thì ở đây Đức Phật ở cuối bài kinh á, bài kinh này nó dài lắm, mà quý Phật tử ở đây toàn những người mới tăng, hoặc những trăm tấm chiếu chưa từng trải, cho nên cô mà đọc hết bài kinh là đọc chừng 10 phút, còn mình em với nồng nàn, còn mình em với cái camera luôn, cho nên sư cô không có đọc, sư cô sẽ tóm tắt lại. Và em cũng hiểu tâm lý quý vị lắm, ăn no rồi trời lạnh rồi vô đây úng rồi giờ này là dễ gục ngã lắm. Cô nói gì hồi cũng gật hết trơn, đúng sai gì cũng gật hết trơn hết á. À, lúc đó là cô biết rồi, đã cảnh giới tới đó là Tây Phương Cực Lạc rồi. Rồi. Cho nên cô sẽ không có đọc chánh văn. À, tóm tắt cho quý vị là cuối bài kinh Đức Phật có định nghĩa sa môn là những người đã dừng lại các ô nhiễm đáng sợ. Quý vị nghe hiểu không? Dừng lại các ô nhiễm đáng sợ đem lại khổ quả tái sanh già chết trong tương lai. Nghĩa là sa môn là những người đã dừng hết tất cả những hành vi, lời nói, suy nghĩ có thể dẫn mình đi tái sanh luân hồi sanh tử và có thể gây những cái ô nhiễm cho thân và tâm mình. Quý vị hiểu không? Cái nào làm cho mình ô nhiễm? Cái gì làm cho mình ô nhiễm? Tham nè, sân nè, si nè, ham ngủ nè, ham ăn nè, ham giận nè. Đúng không? Mấy cái này làm cho mình ô nhiễm nè. À, mấy cái này làm cho mình ô nhiễm. Thì bậc thánh, bậc gọi là sa môn là những người đã dừng lại những cái này. Thì Đức Phật ở đây, Ngài liệt kê ra 10 cái điều mà một người hành giả phải tu tập. Ở đây cô dùng chữ hành giả chứ cô không muốn dùng từ sa môn hay tỳ kheo, là bởi vì nếu cô nói 10 điều mà tỳ kheo cần tu tập thì quý vị lập tức chỗ này thôi nghỉ. Không phải nói con đâu, kiếp nào mới đi tu chứ kiếp này chưa tu đâu cô ơi, giờ còn chồng còn con còn ham tiền đủ thứ, không tu được đâu. Vậy là nghỉ nghe bài này hả, là YouTube, là nghe mấy quý vị nghe online tới đây là tắt chuyển kênh liền. Không có, cô đổi lại ha, dùng từ hành giả. Hành giả thì tu sĩ cũng là hành giả, quý vị cũng là hành giả, nghĩa là những người nào cùng đi trên cái con đường tu Phật mà hướng đến cái đời sống phạm hạnh thanh cao đó thì đều để ý đến 10 cái điều này, được không ạ? Quý vị ngồi hôm nay nghe cô nói từ đầu đến giờ có thể quên, có thể nhớ cái gì, nhưng mà tự đoạn này nhớ giùm cô nha. Rồi, tự đoạn này nhớ giùm cô. Khi mình tự xưng hoặc được người ta gọi là sa môn hoặc tỳ kheo thì mình phải tu tập và thành tựu những cái này, hiểu không ạ? Có hai vế tu tập và thành tựu, quý vị hiểu không? Không phải tu là thành liền. Nhưng mà nếu không có tu thì sẽ không có thành. Quý vị hiểu ý cô đang nói gì không? Nhiều quý vị tâm sự với sư cô là đến chùa xong rồi gặp một thầy hoặc một sư cô nào đó mà có giới hạnh không có thanh tịnh, thế là quý vị sao ạ?
chán, mất cái niềm tin với Tam Bảo. Xong rồi quý vị nói tưởng tu sĩ gì chứ ai ngờ cũng vậy. Quý vị cứ có cảm giác như là quý thầy quý sư cô là bậc thánh tới nơi rồi, lúc nào cũng phải từ bi, lúc nào cũng phải cười. Giống Đức Phật ở đây nè, đâu có, cô ở đây vậy thôi chứ cô xuống đây cô diễn còn mấy tiếng đồng hồ cô lên, cô đâu ai chọc cô quạo đâu. Quý vị gặp cô án mà cũng chết mắc gì cô quạo, nhưng mà cô trễn kìa, thiếu gì chuyện chọc cô quạo. Mới ngày hôm qua thôi quý vị, chùa 2 ngày 2 đêm nó bị đóng băng đường ống nước đó. Nó bị đóng băng đường ống nước, ai biết mà nó lạnh khủng khiếp vậy đâu. Mới giữa tháng 12 trở tay không kịp luôn, 2 ngày 2 đêm đóng băng đường ống nước là phải xách từng xô nước ở ngoài vô. Quý vị biết không, không có nước rửa chén, nấu cơm, lau nhà, giặt giũ, tắm rửa gì là hoàn toàn không có hết. Lạnh âm 18 độ mà phải đi ra ngoài xách nước vô xài, thì quý vị tưởng tượng như thế nào, quạo không? Dạ quạo nha. Dạ, em không có, lúc đó em không thấy quạo đâu. Xong rồi quạo hơn nữa là khi phát hiện ra cái nguyên nhân tại sao nó bị đóng băng nè. Quý Phật tử về chùa chơi, mở cái gì đó cái nhà vệ sinh, cái cửa sổ á, và mở không có đóng, cho nên cô mở sưởi trong nhà bao nhiêu thì là ngoài gió nó lạnh vô, chỉ cần một khe hở thôi là lạnh muốn chết rồi đúng không, này mở banh nguyên cái cửa sổ luôn không đóng. Xong rồi những cái phòng cho Phật tử ngủ á, ngủ rồi về tự không đóng cửa luôn, tự quy định là không đóng cửa đi về luôn, cho nên khắp nơi nó làm như vậy, cho nên nó sao ạ, nó bị đông đá luôn, nó đông lên tới cái boiler luôn, nó đông ít thì còn nói gì, đông vô tới cái boiler thì quý vị biết nó có thể bể luôn cả cái đồng hồ đo nước đúng không. Nó biết bao nhiêu tiền mà tiền cái gì trăm năm trời ơi, trong cái cõi tư bản này bất cứ cái sự ngu gì đều bị trả giá bằng tiền hết trơn đúng không. Quý vị ở đây có ai từng trả tiền để thông đường ống nước chưa? Những đoạn đó cô Hiếu vui không? Dạ không vui. Không có vui chút nào. Xong rồi người ta tới, người ta thấy mình là người nước ngoài, mình là con gái nữa, họ đâu biết tu sĩ hay gì đâu. Ê, nhỏ này là không biết gì đâu nha, trời, người nước ngoài nữa, bắt đầu kêu giá mắc lên. Rồi lúc đó ngồi từ bi bất ngờ, em tu sĩ giảm giá không? Không. Dạ mình phải nói làm sao cho nó giảm giá chứ. Vô tiền chùa Phật tử cúng vô 1.000, 2.000, 10.000, trời ơi chất chiêu chất chuẩn, rồi quăng cho mình, rồi người ta nói nhiêu mình trả nhiêu hả, rồi cái trách nhiệm của Hiếu ở đâu đúng không, rồi đầu thai lên mang lông đội sừng rồi trả nợ cho quý Phật tử hả. Tiền chùa đàn na tính thí 1.000, 2.000 cô keo kiệt ghê lắm luôn, quý vị xài khủng khiếp lắm, cho nên nó là có cái xe cô nhìn thấy ớn không, dạ không thấy rửa luôn đó, không bao giờ thấy rửa luôn đó. Là khủng khiếp vô cùng, ai mà về chùa của cô mà mở nước mà xà rồi gửi chén là thế nào cũng thấy là cô có từ bi bất ngờ hay không liền à. Thấy trên mạng cô vui quá mà sao về đây cô ghê quá đó. Thì bởi vậy quý vị thấy là quý thầy quý sư cô giống như bậc thánh tới nơi, lúc nào không phải từ bi. Dạ không có, có những đoạn từ bi không nổi luôn á, có những đoạn cũng có bực nha, có những đoạn cũng có quạo nha, có những đoạn buồn không, dạ có buồn luôn nha. Cho nên quý vị đừng có nghĩ là tu tập cái là thành tựu liền, dạ không, quý thầy quý sư cô cũng chỉ là những người đang trên cái con đường tu tập thôi. Quý vị cũng vậy, bữa nay mặc cái áo tràng vô đẹp không, nhiều người cho con thỉnh luôn đi cô, tự nhiên nhìn con thấy con hiền hẳn. Thì có những cái bài hát về Lam Hiền á, tự nhiên thấy mình hiền ha, cái mình mới ra đến khỏi cửa bà kia phải chửi mình cái tự nhiên mình quên mình đang mặc áo tràng liền à, bắt đầu mình chửi lại tại bà kia phải chửi bậy, cho nên mình nghĩ mình đúng mình chửi lại. Có khi nào mà mình nghĩ là mình sai mà mình cãi không? Không, mình nghĩ mình đúng mình mới cãi đúng không, cho nên ta nói cãi lộn á, cãi lộn mà cãi hoài à, tại ai cũng cãi lộn hết á, ai cũng nghĩ mình đúng nên mới cãi. Xong rồi cái bà đó bà nói trời, bà mặc đồ chùa tưởng bà hiền không. Tự nhiên mình quê, đâu phải mình đi chùa một ngày là mình thành Phật liền đâu. Không, bà sai, tôi vẫn quạo chứ đúng không. Hoặc về cái này đi chùa nguyên ngày đang thanh tịnh như về gặp chồng mình nó nhậu bé bé, trời ơi sáng mình dọn cái nhà thiệt sạch giờ tanh bành ra là bắt đầu còn hiền được nữa không. Dạ hết thì cho em nghỉ tu rồi, nghỉ tu đằng này em nghỉ tu. Cái xong chồng chữ ừ sao bà đi chùa về bà dữ vậy, cái mình còn cùng bực hơn nữa đúng không. Rồi quý vị bị cái này hoài luôn, tôi đâu phải tu. Tôi bữa sau quý vị cô chỉ cho cách trả lời, chồng mình chữ mình đi chùa mà sao dữ vậy, nó nhờ tôi đi chùa tôi giữ cỡ này á, sáng giờ tôi mà đi chùa là tôi nhai đâu ông nội nó mới không nói nữa. Nên là phải biết là nhờ em đi chùa em mới hiền được cỡ này đó, chứ em không đi chùa là em không nhịn nổi tới giờ này đâu, hiểu không. Đó, nói giỡn với quý vị thôi chứ quý vị dám nhịn nha, chứ mà làm vậy mất hình tượng tôi Phật tử. Nhiều chị mất hình tượng. Ý cô nói là mình phải có cái tu tập mới có cái thành tựu, chứ không phải là tự nhiên mình tới chùa cái tự nhiên nay về mình hiền là mình từ bi. Nhưng mà nếu chúng ta không tu tập từng mỗi chút như vậy á, quý vị sẽ không bao giờ có ngày thành tựu, quý vị hiểu không. Như nước nhỏ đầy bình
Nếu như mà mình không không duy trì từng chút một, mình không vun bồi từng chút một, mình không cạo bỏ cái tạp khí mình từ chút một á, không bao giờ mình chuyển phàm phu thành thánh nhân được, hiểu không? Ừ. Cho nên đường tu học Phật nó xa nó rộng mà mình phải bền bỉ mình đi, phải không nè? Có nhiều người đi tu được một bữa, hai bữa, ba bữa, bữa thứ tư mệt quá trời lạnh thôi cho nghỉ tu. À, mấy cái đoạn này cũng như mình nấu nấu nước mà nó chưa sôi tới 100 độ đó, mình tắt bếp thì dính diễn mình không bao giờ có nước sôi. Quý vị công nhận không? Cái gì cũng phải cần bền bỉ và tu tập. Nhớ chỗ này giùm cô ha. Tuy là mình đang còn đời sống tại gia, mình đang còn phải chướng duyên rất là nhiều, nhưng mình biết là mỗi ngày mình đến chùa mình học hiền thêm một chút, mình học ráng nhẫn nại hơn một chút xíu, mình học bao dung thêm một chút xíu, mình học rộng lượng hơn một chút xíu. Tuy mình không có giàu có gì, nhưng mà nếu mình biết nhiều cái thông tin tốt cho cộng đồng, ai đến hỏi mình hoan hỷ trả lời. Chứ mình đừng có cái kiểu mà ngu gì nói, ngu gì tôi chỉ mày. Đó, kiểu vậy biết không nói là bất nhân, nói mà không nói hết là bất nghĩa. Nhiều người biết cái chỗ đó đi không đúng, nhiều người cô thấy rồi nha. Phật tử đến chùa người đằng đầu á, ta đâu biết nhà vệ sinh ở đâu đâu. Cái ta đi vòng đi do rồi, cái xong cái tới hồi ta gặp ta hỏi mình chị nhà vệ sinh ở đâu. Ơ kia kìa, biết ta không có nói, ai biết không hỏi. Như kỳ vậy. Đó là cái bỏng sẻn, cái chia sẻ tri thức á. Mình đi trước mình đừng có vậy. Dù mình đi trước rồi, mình lấy chồng qua đi trước rồi, mình biết nhiều cái gia đình đa văn hóa, mình biết nhiều cái chính sách hỗ trợ gia đình đa văn hóa, mình biết nhiều cái khóa học, hoặc là mình biết nhiều cái chỗ này chỗ kia giúp cho chị em bà con mình. Mình phải chỉ, mình đừng giấu. Nhiều người kỳ, giấu không nên. Mình đi học cũng vậy, mình biết cái chỗ nào xin được học bổng, mình biết cái chỗ nào giáo sư tử tế, mình biết cái chỗ nào nên né ra, người nào không tốt mình chỉ cho bà con mình. Cái đó cũng là bố thí đó quý vị, nghĩa là mình mở rộng ra, mình chia sẻ tri thức. Đó là mình học, mình chuyển đổi mình hàng ngày. Thì Đức Phật dạy 10 cái điều đầu tiên đó là sao ạ? Tàm và quý, nhưng không khen mình chê người. Tàm quý là gì quý vị biết không? Ở đây có ai nghe danh từ Phật học này lần đầu? Tàm quý là gì, có ai biết không? Tàm quý là hổ thẹn, đúng rồi. Nói hổ thẹn thì hiểu đúng không? Tàm quý không hiểu, đó là lý do sao quý vị đọc kinh không hiểu á. Đó là lý do sao em ngồi đây mỗi tuần á. Cô cũng đã từng vậy rồi, chứ không phải giỏi giang gì đâu, không có giỏi giang gì đâu quý vị. Không học thì không cách nào biết được hết. Nhà Phật mình có những cái thuật ngữ Phật học kiểu vậy đó, tàm và quý. Gọi là hổ thẹn, hổ với mình và thẹn với người. Nói vậy thì quý vị hiểu đúng không? Ai cũng hiểu mà đọc tàm quý không hiểu. Tự tàm và quý tha, tức là đối với mình thì hổ thẹn với bản thân, hổ thẹn với bản thân và hổ thẹn với người. Hổ thẹn là sao? Khi mình làm ác, mình sẽ biết xấu hổ. Ví dụ mình nổi lòng tham, mình biết xấu hổ nè. Đó, lên chùa thấy cái này đẹp quá, lên chùa không thấy giác ngộ mà thấy cái gì ngộ là giác về, có người vậy đó. Rồi mình nổi lên rồi mình biết, mình biết cái tâm gì nó đang nổi lên rồi, mình biết cái tâm gì đang nổi lên rồi. Nãy lên bàn ăn có rất là nhiều món, nhưng mà mình ưng cái món đó nhất, bắt đầu thích gấp thêm cục nữa, tính gấp thêm cục nữa, bà kia bà gấp mất tiêu rồi, tự nhiên tức ngang người kìa, tức ngang họng vậy đó. Cái này là mình biết tâm gì nổi lên rồi, tâm tham ăn nó nổi lên rồi. Giờ không ai biết chớn á, mình vẫn ngồi đàng hoàng nghiêm chỉnh, ta đâu biết đâu. Nhưng mà chính mình hổ thẹn với mình không? Có hổ thẹn, đúng không? Có hổ thẹn. Thì cái này gọi là người biết tàm quý. Người có tàm quý là người biết tự hổ thẹn với những cái sai trái của mình. Nếu mình không biết hổ thẹn, mình có biết sửa sai không? Không. Có nhiều người, cô biết luôn, qua đây là có chồng hàng, nhưng mà không có hạnh phúc với chồng hàng, bắt đầu đi cặp bồ bên ngoài. Mà không phải cặp một người bồ, cặp một lần 4-5 người bồ luôn. Và tự cho mình có cái quyền cặp bồ, tự vì mình xinh đẹp, tự vì mình có quốc tịch, tự vì mình duyên dáng khéo léo gì đó. Cái này phù hợp không? Dạ không, lại không biết tàm quý đó. Đúng không? Không biết tàm quý. Thật sự nếu mình không sống hạnh phúc với chồng, mình có quyền ly hôn và mình yêu người khác, mình cưới người khác, cái đó không sai pháp luật và không sai nhân quả nha. Quý vị là cư sĩ tại gia, quý vị có thể kết hôn với bất kỳ người nào mình muốn. Nhưng mà không thể nào mà vừa kết hôn với người này và vừa quan hệ với người kia, đúng không? Mà còn quan hệ gọi là ở chăng khoản ly một lúc nhiều người nữa, mà còn tự hào ta đây là giỏi nữa, đâu có gì tự hào, đúng không? Người biết tàm quý sẽ không tự hào chỗ này. Như bản thân sư cô nói thiệt luôn, nói người khác là bắt đầu người ta nói cô đi kể chuyện họ, cô hay lấy mình ra làm ví dụ lắm, biết chi không? Để người ta thấy mình xấu quá, đừng nghĩ cô là idol, đừng gọi em là idol, phải ở sát bên nhà mới thấy bản chất em nó như thế nào. Sư cô cả chùa đều biết là sư cô cực kỳ thích ăn đồ Việt Nam. Cô ở đây 20 năm chứ trong chùa không có một cọng kim chi luôn á quý vị. Cô không biết muối kim chi luôn á, mà cô cũng không ăn đồ Hàn Quốc nữa. Thì hôm qua tự nhiên đâu á là rất là lạnh mà rất là mệt. Dạo này là chùa rất là nhiều việc cho nên sư cô đi từ sáng tới tối. Đi tới tối về cái thấy mấy em ở trong bếp nó cứ lựa cụi gì là cô cũng biết, cũng không biết nó làm cái gì mà giờ còn chưa dọn cơm. Vừa về nó dọn cho cô một dĩa bánh cuốn Việt Nam. Trời ơi ngon không thể tưởng luôn. Bắt đầu cô vui liền, cô liếc lên cô đi rửa tay, cô ngồi xuống liền luôn. Cô không chờ thầy, cô không chờ sư cô trí trong nhà luôn, một mình cô ngồi trước cái dĩa bánh cuốn. Xong lúc đó cô mới nghĩ sao? Tâm gì nổi lên vậy?
Dạ, nói thẳng là tham ăn đó. Nếu hồi nãy nó dọn cho cô một cái tô giống như bình thường, như là mấy cái món ở trong chùa có, hoặc là một cái món Hàn Quốc tên chăn chige hay kim chi chige, cô đâu có hám hức như vậy. Nhưng mà cô thấy dĩa bánh cuốn Việt Nam cái là cô ngồi liền luôn, ngồi cái lẹ lẹ thang cơm thầy chị gọi cô thầy về ăn cơm, biết chi không, tại mình muốn ăn quá đi, mình muốn ăn nên mình gọi thầy cô lại ăn. Ăn xong rồi cô làm một mình ơn cô hết bốn cái cuốn dài thiệt bự, xong rồi vẫn thỏa mãn, vẫn tính ăn nữa, cắm cuối ăn nữa. Thì con bé nó mới nói cô, cái dĩa của cô con chưa có chét đầy đủ, thế nó còn mấy cái topping ở trên nữa đó, chưa kịp bỏ topping luôn, cô Hiếu ăn hết dĩa rồi. Thằng nhỏ mang topping lên không còn gì để chụp hình để chét luôn đó. Là thấy cô ham ăn cỡ đó không? Dạ. Lúc đó mình thấy xấu hổ không? Có à. Thiệt sự. Nói vậy chứ đúng không quý vị? Rồi bây giờ trời lạnh như vậy, cô được ngồi trong cái chùa vậy, hồi nãy chỗ này nó lạnh muốn chết luôn, xong cái ông thầy cũng mở cho được miếng sưởi đây mừng không? Dạ nó ấm chứ, cái cảm xúc của mình vui chứ. Hồi nãy thầy làm cho cô cái đài này, cô leo lên cô ngồi đâu được đâu, xong cái mấy chị sửa qua sửa lại, cái giờ cô ngồi chắc cú vậy, cái cô phái không? Phái. Chứ gặp mà còn cái đài mà bập bên như vậy nữa là cô đâu vui đâu. Tất cả những cái đó là gì quý vị? Cũng là tham cái thoải mái, cái tiện nghi cho mình đó, đúng không? Cho nên từ giờ mình biết, dĩ nhiên là mình không thể nhịn ăn được, nhịn ăn chết sao? Đức Phật cũng còn phải đi khất thực ăn mỗi ngày mà. Đức Phật nói là nhất thiết chúng sanh gia y ẩm thực, tức là tất cả chúng sanh trên đời này dựa vào ăn mà sống, chứ không phải thành thánh cái ngồi nhịn thật cái qua. Không có, có người nhịn vậy được, nhưng mà nhịn hoài là không được, quý vị hiểu không? Mình vẫn phải còn ăn. Nói vậy chứ trời lạnh mình có phải mặc áo không? Có chứ sao không? Nhưng mà chúng ta biết tiết chế. À, nghĩa là khi cái tâm tham mình nổi lên, mình biết mình có tâm tham nổi lên. À, mình biết chỗ đó mình hổ thẹn thì sao? Mình muốn bớt tham ăn lại. À, có cái nào cũng ăn cho được. À, chùa cô có cái chị, có sư cô, chị sư huynh cô. Chưa bao giờ thấy chị khen ngon khen dở hay chị tỏ thái độ thích một cái gì đặc biệt. Ví dụ chùa có 4 món đúng không? Cái chén cơm của chị đúng không? Dạ dọn lên 4-5 món vậy đó. Chị lấy hết 4-5 món đó, chị trộn vô cái chén, chị trộn đều, chan canh vô luôn. Rồi múc ăn từng muỗng vậy. Quý vị tưởng tượng không? Nó còn cái vị gì không? Mình nhìn mình bực luôn á. Không biết chị ăn từ từ được không? Chị ăn từng món thì làm vậy chi vậy? Tội nghiệp cái người nấu không? Người ta cố tình nấu ra nhiều gia vị cho chị mà chị trộn hết vậy á. Cổ làm vậy đó. Quý vị biết chi không? Khỏi chấp vô cái vị ngon dở, ngon cũng ăn, dở cũng ăn. Có thầy đây biết đó, mỗi lần hỏi cô Trí ăn này được không, cô Trí ăn này ngon không, rồi vậy đó. Rồi bữa nào dọn cho cô nhiều quá đó, rồi cô Trí ăn này ăn hết nổi không, cũng hết à. Không bao giờ thấy khen ngon khen dở chê gì hết á. Tôi vậy mới hay chứ quý vị, tôi vậy mới hay á. À, dễ thương vô cùng. Tôi vậy là không bao giờ ở đâu cũng bình an, sống ở đâu cũng hạnh phúc, cho gì ăn cũng ngon hết đâu, có giống như cô đâu. Bữa nào ăn đồ hàng thì ăn cho qua bữa lấy lệ vậy đó, bữa nào có đồ Việt Nam là mắt sáng rực rỡ vậy nè. Vậy đâu có đâu chưa có tốt gì hết đó quý vị. Ý cô nói là sao? À, mình có món này mình ăn cũng được, có món kia mình ăn cũng được. Mình dĩ nhiên biết ngon biết dở chứ, nói vậy chứ ăn thịt bò khác gì đậu hũ chứ con, nhất là thịt bò Kobe hay thịt bò Hanu rồi khác chứ. À, dạ biết khác chứ. Nhưng mà ý là mình không gì cái Hanu đó mà mình phải bươn chải, phải dùng mọi thủ đoạn để có được cái Hanu mà ăn, hiểu ý không? Dạ không có Hanu ăn, mình ăn cái bình thường vậy thôi. Ý cô nói với Phật tử vậy đó, khi mà mình biết mình có cái tâm đó đó là mình sửa được, còn mình không có cái tâm đó mình sửa được không? Không sửa được ha. Rồi đầu tiên là tàm quý nha. Rồi tàm quý được rồi, có khen mình chê người không? Bắt đầu chê. Có nhiều chị ban đầu ăn chay cũng được, sau ăn chay được cái bắt đầu gặp bạn mới đi chùa lần đầu bạn không ăn chay được, gì dở dĩ mà cũng không ăn được, chị mày ăn được tháng 10 ngày luôn, cái này làm sao? Dạ làm được rồi, nhưng mà sao tới hồi khen mình chê người? À, làm được rồi cũng không có khen mình chê người. À, mình khắc phục được cái đó rồi, mình ăn ngon ăn dở gì mình cũng ăn được rồi, nhưng mà mình không đi chê người thì mới thành tựu. Chứ mình làm được rồi cái mình chê người là có thành tựu không? Không. Ngày xưa cô bị cái này nặng lắm quý vị. À, cô mà làm được cái gì rồi mà cô thấy người ta không làm được là cô hay bảo. À, cô hay bảo, cô hay chê. Mà cái này tệ lắm, cái này xấu lắm quý vị. Đối với quý vị mà còn đang ở bên ngoài mà tham gia kinh tế đó, nghĩa là đi làm kiếm tiền đó, và những vị sống trong gia đình đó, cái này dễ bị mất hạnh phúc gia đình, hoặc là dễ bị các cái mối quan hệ xã hội nó không có được ấy, tại không ai thích bị chê hết á, đúng không? À, không ai thích bị chê, quý vị công nhận không? Mình không có ai hoàn hảo, nhưng không ai thích bị chê hết á, ai cũng thích được khen hết trơn. Mà mình cứ tỏ vẻ ta đây mà hơn người khác á thì có thành tựu không? Người ta có thích mình không? Không. À, ngày xưa cô sống vậy đó mà cô tưởng mình trí tuệ thông minh lắm quý vị. Người ta nói cái người thông minh là cái người biết rõ về mọi người, nhưng mà người trí tuệ là người biết về chính mình đó. Cô biết mọi thứ mà cô không biết cô không biết cái ngã cô chà bá như vậy là người ta ghét cô thấy ghê luôn. Cô tưởng mình hay ghê lắm. À, ai mà ghét cô nghĩ nhỏ đó đố kỵ với mình á, chứ không phải mình xấu đâu. Quý vị đừng có giống cô. Tức là mình tàm quý, mình làm được mà mình đừng chê người.
Hồi đó là cô hay có cái tính cầu toàn. Ai đây mà theo dõi cô là biết đó, cô cực kỳ cầu toàn. Chính vì cái cầu toàn này của cô mà cô rất là khổ, khó chịu vô cùng. Một ngày thầy chửi cô là khó chịu là 5 lần luôn á, chứ phải ít đâu. Cô khó chịu ghê lắm tại vì mình cầu toàn quá. Chính vì cái cầu toàn quá cho nên cô rất là dễ dàng chê bai người khác. Cho nên là quả báo là cô lãnh đó quý vị. Chứ đừng có nghĩ là mình nói một lời chê bai ra là nó đi về hư vô. Không có, nó sẽ bị quả báo. Quý vị nhớ kỹ như vậy. Cho nên trước khi chuẩn bị chê ai phải uống lưỡi 7 lần. Có nên chê hay không? Có cần thiết phải chê hay không? Chê có kết quả gì không? Không, đừng nên chê. Hiểu không ạ? Nhiều khi cái người đó họ thật sự họ đến để mà họ tư vấn với mình, họ mong muốn nhận được lời khuyên của mình, thì mình còn tùy lời ái ngữ mình nói. Chứ còn mà mình mà góp ý thẳng thắn là mình rất là dễ bị mất lòng mọi người. Ngay cả bây giờ sư cô cũng cảm thấy vậy. Trước đây á, ai mà chở cô đi á ha, mà chạy mà dở á, chạy mà không có biết đường quẹo đồ này nọ, rồi chạy cà giật rồi làm hết hồn á, là cô hay la lắm. Từ ngày tự cô lấy bằng lái, tự cô lái rồi đó, bây giờ ai chạy sao cô cũng nói gì hết trơn hết á. Tại vì sao không, mình hiểu là lái xe đâu có đơn giản đâu, đúng không? Đâu phải mình muốn lái giỏi là mình sẽ lái giỏi đâu. Trước đây cô có nghĩ là mình sẽ nỗ lực cái gì là mình sẽ giỏi cái đó. Dạ không có, có những cái nỗ lực cũng không giỏi được nha. Trước cái cô lái xe tệ tới mức mà cô cứ cán hết mấy cái vật liệu xây dựng của mấy chú xây chùa mình đó, cán qua cán lại xe cô thì chạy đồ của chú đi. Mỗi lần cô lấy cái xe ra là cả cái công trình người ta dừng lại. Cô Hiếu lấy xe ra là ông đứng lại, là cậu cũng phải dừng lại, xe Ben cũng dừng lại, ổng cũng dê hết cái xe ra cho mình cô ra đó quý vị. Xong rồi có bữa ông bực quá, ông nói không mấy cô lái xe giỏi hơn chút được không, nó cũng muốn nó không có được. Từ ngày mà chính bản thân mình làm không được, mình tự nhiên có cái lòng từ bi bao dung với mọi người hả. Cho nên nếu mình thấy mình dở đó, mình sẽ ít chê người ta. Còn mình chê người ta là tại mình thấy mình giỏi. Quý vị hiểu không? Khi cô hiểu được là lái xe nó bị áp lực nè, lái xe nó bị căng thẳng nè, tự nhiên lúc đó cô không chê ai nữa trơn hết á. Ai lái sao cô cũng thấy ok rồi. Người nào lái giỏi, ồ giỏi ghê luôn, ngưỡng mộ nữa, không chê nữa. Quý vị cũng vậy, mình đừng có nghĩ là mình sẽ giỏi hết mọi thứ. Mình có thể rất giỏi trong lĩnh vực này, nhưng chắc chắn lĩnh vực khác mình sẽ dở. Mình nghĩ như vậy là mình không có thái độ khen mình chê người, được không? Chứ mình còn khen mình chê người là mình còn bị ghét dữ lắm. Mình còn không thành tựu đâu nha. Cái thứ hai đó là thân hành thanh tịnh. Cái này ba cái cô gộp lại một, nói cho quý vị dễ hiểu ha. Ba cái là một đó, thân khẩu ý thanh tịnh. Quý vị nghe hiểu chưa? Vậy là được 4 cái rồi đó. Hết, sắp hết nửa bài rồi, sắp được về rồi nha. Đừng ngủ nha. Đầu tiên là biết tàm quý, đúng không? Là biết khỏi thèn, đúng không? Thứ hai là thân khẩu ý thanh tịnh. Quý vị hiểu không? Thân khẩu ý thanh tịnh là thân, là đầu tiên là thân của mình nè, là không làm điều ác nè. Không sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Hồi trưa nay mình đọc kinh người áo trắng đó, là nội dung này nè, đúng không? Không trộm cướp nè, không tà dâm nè, không uống rượu nè, không đùm đùm đó, là cái là thân thanh tịnh nè. Khẩu thanh tịnh là sao? Không nói lời độc ác nè, không nói lưỡi đôi chiều nè, không nói lời mà kiểu mà trù rủ người ta nè, rồi không nói lời sai sự thật, gọi là khẩu thanh tịnh. Mà cái khẩu là cái dễ bị mắc nghiệp nhất, quý vị công nhận không? Mấy em hay bị nói là khẩu nghiệp đó, đúng không? Là khẩu nghiệp là dễ bị mắc nghiệp nhất. Tại sao? Tại vì mình nói nhanh hơn là mình mình suy nghĩ. Cho nên là từ giờ mình tập cái khẩu thanh tịnh là mình nói lời đừng gây chia rẽ, mình nói lời đừng sai sự thật, mình nói lời đừng trù rủa chê bai chỉ trích phỉ báng người, mình đừng đâm bị thóc thọc bị gạo, mình cũng đừng nói lời thêu dệt kiểu nịnh á. Tiếng Hàn nó có chữ lip service đó, đúng không? Mệt ghê lắm. Nha CEO, cái trời ơi nói tiếng Hàn giỏi ghê nè, cái nói tiếng Hàn giỏi vậy, thảo ai thấy sợ. Quý vị có công nhận không? Mới hẹn nhau ha CEO thôi là khen nói tiếng Hàn giỏi liền ha. Mấy cái thảo mai này cũng cần thiết. Nói lời chân chính, nói lời chân thật, nói lời đừng có để mọi người xa nhau. Hai người đang cãi lộn, nói sao cho người ta thông cảm và hòa giải. Hai bên đang hiểu lầm, nói làm sao cho người ta giảm bớt cái mâu thuẫn và tăng tín tâm với Tam Bảo. Chứ không phải là người nghe mới nghe. Bao giờ quý vị cũng bị cảm giác là nghe một chiều á, đúng không? Hai người vợ chồng ta giận nhau, mới nghi ngờ là chồng mình có bồ thôi, đến kể với mình nói em ngu quá, chị là chị làm vậy cho tới luôn, rồi làm cho tới rồi là gia đình ta ly hôn hay gì. Dạ, mình nghe từ từ đi, bé này nó nói nhưng mà chưa nghe chồng nó nói sao mà. Cô là cô bị làm công tác hòa giải hoài luôn á quý vị. Nói bên này, ủa sao chồng kỳ vậy ta? Ủa sao chồng em kỳ vậy ta? Bữa sau chồng lên nói là khác hoàn toàn luôn á quý vị. Một câu chuyện hoàn toàn khác luôn á. Cho nên chúng ta trước khi đánh giá, nhận định, đưa ra ý kiến về cái vấn đề gì phải nghe cho đầy đủ. Quý vị hiểu không? Về cái phần này cô đã giảng rất rõ, rất kỹ, kỹ siêu kỹ luôn. Giảng 3 tiếng đồng hồ liên tục trong 3 pháp thoại. Đó là cái pháp thoại thập thiện nghiệp và pháp thoại ngũ giới. Quý vị nào mà bữa nay còn chưa nghe về cái phần này, lên nghe lại giùm sư cô
tại phần này cô có rất là nhiều ví dụ minh họa cụ thể, mà giảng 3 tiếng đồng hồ thì quý vị biết là nó cụ thể cỡ nào. Giờ cô sẽ không nói lại phần này ha. Quý vị nhớ là thân, khẩu, ý phải thanh tịnh, và cũng thêm cái vế đằng sau, thanh tịnh rồi thì không khen mình chê người, được không? Chúng ta là phàm phu, được cái là mình rất là dễ cảm thấy mình giỏi mà thấy người ta dở, cho nên là làm được cái gì rồi đừng thấy mình giỏi chỗ đó thì mới là trọn vẹn ha. Bạn nào mà còn chưa nghe lại về cái phần mà 10 nghiệp về thân khẩu ý này thì nghe lại bài thập thiện nghiệp. Chúng ta cứ đánh chữ thập thiện nghiệp giác lễ hiếu là nó sẽ ra bài giảng cho mình nghe. Và bài ngũ giới là Phật tử thì không thể nào không biết rõ về ngũ giới, nên bạn nào còn chưa hiểu về năm cái giới của Phật tử phải nghe lại bài này ha. Chỗ này cô lướt qua được. Tiếp tục là chúng ta có mạng sống thanh tịnh. Chỗ này cô cũng giảng trong cái phần bát chánh đạo rồi, tức là mình có cái mạng sống này một cách thanh tịnh, đó là mình nuôi cái mạng mình mà không có làm tổn hại những cái sinh mạng khác. Bởi vậy cô mới khuyến khích quý vị ăn chay. Ăn chay không phải là 100%, quý vị từ đây về sau nghĩ ăn thịt không có đâu có được, đúng không? Nhưng mà chúng ta hiểu được cái giới ăn chay là để chi, mục đích để làm gì, để nuôi dưỡng lòng từ bi và để sao không tổn hại đến sinh mạng của người khác. Cho nên ví dụ mình chưa có ăn chay trường hoàn toàn được thì mình sao ạ? Mình giảm cái sát nghiệp trực tiếp, nghĩa là ví dụ mình có phải ăn đồ mặn thì mình ăn cái đồ người ta đã chế biến sẵn hoặc là nó đã chết sẵn rồi thì mình về mình gia cố thì nó đỡ cái sát nghiệp hơn là quý vị đi thọc tiết canh cho nó ra nước, ra máu tươi ăn tại chỗ, hoặc là đập đầu cá cho nó chết tại chỗ. Những cái này là quý vị biết sao không? Nó đủ năm chi để hình thành nên cái giới sát của mình. Thì cái nhẫn tâm của mình nó phải lớn cỡ nào mình mới đâm cho một cái con vật nó đang còn sống nó chết rằng mình ăn, đúng không? Cho nên thôi, ví dụ mình còn chưa có hoàn toàn mà ăn chay được thì mình giảm cái sát nghiệp trực tiếp, được không? Đó là cái ý cô cũng giảng rất kỹ ở trong cái bài ăn chay rồi, cho nên quý vị nghe lại cái phần này. Thứ hai nữa là chúng ta không nuôi mạng sống bằng những cái nghề nghiệp không lành mạnh. Đức Phật có liệt kê 5 nghề mà Phật tử không nên làm. Quý vị nghe lại bài giảng này trong chuỗi bài pháp thoại Phật học phổ thông của cô Hiếu luôn. Nghề gì mà Đức Phật khuyên người Phật tử không nên làm, dù có rất nhiều tiền cũng không nên làm. Đó, thì mình nuôi mạng sống bằng một cách chân chính. Ở đây cô có thể nói một cách dễ hiểu cho quý vị rằng mình làm nghề không có vi phạm pháp luật và không tổn hại đến người khác. Quý vị hiểu không? Cô nói một cái ví dụ vậy. Có những cái nghề mà không có được pháp luật cho phép nhưng mà nó tổn cái đức của mình. Ví dụ như quý vị chế tạo vũ khí. Chế tạo vũ khí, nó nếu quý vị làm trong cái ngành chế tạo vũ khí mà nhà nước công nhận, quý vị đâu có phạm pháp gì đâu. Quý vị vẫn nhận lương bình thường. Nhưng nó có tổn hại đến đức của mình không? Có tổn đức nha. Vũ khí chỉ để đi giết người, giết nhau thôi, đúng không? Mà thậm chí có những vũ khí giết người hàng loạt nữa thì rất nguy hiểm. Hoặc là quý vị làm những cái nghề nghiệp mà nói thì đụng chạm, nhưng mà phải nói thật sự, như là ví dụ làm thuốc mà diệt, thuốc độc, thuốc trừ sâu, thuốc những cái loại mà độc tố. Hoặc là mình làm gì, làm trong những cái nghề mà buôn bán sắc gái, tức là mình làm mấy cái nghề kinh doanh mà thân thể người khác mà không lành mạnh. Hoặc là mình buôn bán nô lệ. Có những vùng ở trên thế giới bây giờ vẫn có cái trường hợp buôn bán nô lệ, đúng không? Những cái nghề này là không lành. Đức Phật không có khuyên mình làm mấy cái nghề này nha. Là mình nuôi sống cái mạng sống mình một cách thanh tịnh. Và cái thứ sáu là sao? Hộ trì các căn nhưng không lấy làm tự mãn. Chỗ này cô phải giảng kỹ quý vị nè. Nghe hộ trì các căn hiểu gì không? Dạ không hiểu, đúng không? Hộ trì các căn, tức là chỗ này cô đọc phần chánh văn có chút xíu thôi. Quý vị ráng nghe nguyên bản văn kinh trong lời dạy Phật nó như thế nào nha. Nghe khó hiểu nè. Này các tỳ kheo, thế nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? Chúng ta phải chú tâm cảnh giác, ban ngày đi kinh hành hay trong lúc ngồi. Chúng ta phải tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại, ban đêm canh một đi kinh hành, trong lúc ngồi. Chúng ta phải tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại, ban đêm canh giữa. Chúng ta phải nằm dáng nằm con sư tử, nghiêng bên hông tay phải, một chân đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác tâm nghĩ đến lúc thức dậy lại. Ban đêm canh đầu thức dậy đi kinh hành, trong lúc ngồi. Chúng ta phải tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Nghe thử gì không? Và nó lặp đi lặp lại vậy, cũng phải cả chục dòng vậy đó. Tóm lại Đức Phật dạy như thế nào? Hộ trì các căn, tức là canh đầu, canh giữa hay canh sau, ban ngày, ban đêm hay đầu hôm, kể cả lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi, ngay cả lúc nằm cũng phải nằm bên phải, đúng không? Dáng của con sư tử, chân này đặt trên canh kia, chánh niệm tỉnh giác, cái này gọi là hộ trì các căn. Nghĩa là căn mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó có cái hành vi, động tác, tư duy, suy nghĩ nào mình đều phải biết để thu thúc, hiểu không? Chứ không là mình sẽ lấy cái tay ăn cắp chỗ này một chút, lấy cái tay quýnh người ta một cái, đúng không? Đó, lấy cái tay tát nhỏ kia cái là sao, tác động vật lý vô người ta đó. Mấy cái này là sao? Là do mình không hộ trì các căn. Khi bị người ta chửi một cái mình tức quá, mình có thể chửi lại. Cái này là mình không có hộ trì cái miệng của mình. Có nhiều người
Ở đây cô giảng luôn cái phần số 7, tại hai phần này nó đi liền với nhau. Cái phần thứ 6 đó là hộ trì các căn, phần thứ 7 là tiết độ trong ăn uống nhưng không tự mãn. Cái này quý vị nói nè, có nhiều người là sao họ hủy luôn cả cái giác quan của họ, nghĩa là họ ăn cái đồ cay thiệt cay, họ ăn cái đồ đắng thiệt đắng, họ ăn cái đồ độc thiệt độc, để chi? Để cái vị giác của họ bị tê liệt đi, để họ hoàn toàn hủy hoại cái vị giác của mình. Đức Phật không tán thành cái việc làm này. Quý vị nghe kỹ không? Đừng có rơi vào cực đoan như vậy. Hồi nãy cô nói quý vị làm sao? Có ngon biết ngon, có dở biết dở, nhưng không khen không chê, không bị dính mắc, như vậy mới là tự tại thông dong. Chứ không phải là quý vị mà cực đoan tới mức là sao mình đoạn trừ luôn cái căn vị giác của mình để còn không biết ngon biết dở. Cái này không phải. Ngày xưa thời Đức Phật có một vị tỳ kheo dâm dục rất là nặng, thì ông rất là hổ thẹn. Ông nghĩ ông hổ thẹn quá, sao mà mình cái mình dâm dục mình nặng quá thì mình không trừ được. Cái ông mới định là tự đoạn năm căn của mình luôn, tức là tự cắt bỏ đi luôn. Thì ông cảm thấy là cắt bỏ như vậy mình sẽ không còn chướng ngại nữa. Đức Phật quán thấy biết cái tư duy của ông sai lệch như vậy, nên Đức Phật hiện thân trước ông và dạy rằng: này ông đừng có nghĩ là cắt bỏ nam căn thì có thể trừ được cái dâm dục, ông phải trừ cái tư tưởng dâm dục của ông cơ kìa. Hiểu ý không? Đức Phật chưa từng khuyến khích chúng ta làm những cái hành vi cực đoan như là làm hủy hoại cái vị giác của mình, hoặc mình thấy mà mình nghe mình nói rồi mình nhìn cái mình bị phân tâm, mình bị tán tâm, mình bị đánh giá. Cái nhiều người cứ hay để cái hình tượng là bịt mắt, bịt tai, bịt miệng vậy nè, tưởng vậy là trí tuệ đỉnh cao của tu tập, thì không có đâu. Cô không có thấy là cái tượng này là nó có giá trị tốt cốt lõi đâu quý vị. Mắt mình vẫn nhìn thấy, mình vẫn biết xanh trắng vàng đỏ, vẫn biết trai gái, vẫn biết đẹp xấu. Hoa hậu với người bình thường mình biết ai đẹp hơn chứ, đúng không? Idol biết ai đẹp hơn chứ, đúng không? Nhưng mà mình biết đẹp là đẹp, chứ không phải mình dí theo cái đẹp đó, thì cái đó mình mới tự tại, chứ không phải mình hủy luôn cho con mắt mình mù. Nói vậy những người sinh ra đã không nhìn được bầu trời thì người ta thành Phật liền hay sao? Đúng không? Quý vị không nhận không? Rồi bây giờ mình nghe tiếng cái nhiều người nói thôi nghe lời ngon tiếng ngọt, lời ông tiếng ve, nghe lời ve vãn của mấy anh kia cứ mình bị siêu lòng và thôi giờ mình làm cho mình điếc luôn, mình khỏi nghe nữa. Có ai nghĩ cực đoan vậy không? Không có nha. Đức Phật nói cái chỗ này hộ trì các căn, rồi tiết độ trong ăn uống, là mình phải tự thu thúc được các căn của mình. Mình thấy đẹp, mình biết đẹp, thấy xấu, biết xấu chứ. Thấy cái xanh, cái vàng, cái đỏ, cái trắng, thấy phân biệt được hết chứ. Chùa này chùa đẹp mà, chùa mỹ thuật Phật giáo truyền thống thấy đẹp đúng không? Nhưng mà lên chùa Việt Nam mình đâu có tiền xây cái tòa nhà này đâu. Mình xây panel mà, mình xây nhà lắp ghép mà. Nhưng mà mình có phân tích là sao mình dở ghê, chùa mình dở quá, chùa mình không xây bự mà giống chùa hàng vậy đi. Mình đừng có cái phân tiệt đó là được, đúng không? Mình nhìn cái tòa nhà này mình biết đây là tòa nhà truyền thống xây bằng gỗ rất là có giá trị. Rồi mình nhìn cái tòa nhà chùa Việt Nam mình biết cái này là không có tiền nên mới xây kiểu này. Nhưng mà mình có ngồi mình chê bai không? Dạ không, tại vì mình biết rằng trong cái giới hạn điều kiện tài chính của người Việt Nam mình, xây như vậy là đã tối đa hóa cái hiệu quả sử dụng rồi. Mình hoan hỷ với cái mái nhà miễn ấm là được, miễn che mưa che nắng là được, chứ đâu phải trong đây thì ông Phật sẽ linh thiêng hơn ông Phật ở chùa mình đâu, phải không? Không có vậy, đúng không? Ý cô nói với quý vị rằng có mắt để thấy, có tai để nghe, có miệng để nói, có các cái cơ quan vị giác để xúc giác để cảm nhận, để biết ngon biết dở, biết hay biết tốt hết, nhưng mà không bị dính vô đó thì mình mới ung dung tự tại. Đây mới chính là lời Phật dạy, chứ không phải nói thôi mình cái tính mình dâm dục dữ quá, thôi giờ mình đi cắt bỏ nam căn cái mình hết dâm dục. Không có, cái tư tưởng dâm dục của mình vẫn còn thì mình vẫn còn đọa mà, đúng không? Chỗ này quý vị hiểu. Còn riêng cái tiết độ trong ăn uống, Phật dạy mình quán như thế nào? Chúng ta phải biết tiết độ trong ăn uống với chánh tư duy, chúng ta thọ thực không phải để vui đùa, không phải để đam mê. Nghe Đức Phật dạy thương chưa? Với chánh tư duy chúng ta thọ thực, tức là với chánh tư duy chúng ta ăn, nhưng mà ăn không phải để vui đùa, ăn không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và để bảo dưỡng thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh. Nghĩa là hồi trưa mình ăn có cái ngũ quán, thấy không? Mình biết là vì cái thân này mình phải ăn đặng mình no để chi? Đặng mình tu rồi chi? Đặng mình no rồi mình có sức mình làm việc, mình làm việc ra tiền chân chính rồi sao mình lấy cái tiền đó mình đi làm phước. Mình biết như vậy, chứ không phải là mình ăn để cầu ngon thiệt ngon, ăn để mình giết hại mạng sống chúng sanh, ăn để tỏ vẻ ta đây có tiền ăn cua hoàng đế nè, không phải vậy. Mình ăn không phải để trang sức, ăn không phải để vui đùa, ăn không phải để làm đẹp, ăn để bảo trì cái thân này không bị thương hại mà để thành tựu phạm hạnh. Quý vị hiểu không? Cho nên mỗi lần cô chỉ quý vị ăn cơm trong chánh niệm là vậy đó, để mình biết là mình còn cái thân này mình còn phải ăn, nhưng mà mình ăn không phải để đam mê, ăn không phải để đánh giá ngon dở, ăn để mình nuôi sống cái thân này để làm được nhiều việc phúc lành hơn. Giờ quý vị hiểu nhẹ nhàng hơn trong cái đường tu của mình không? Chứ không phải nói quý thầy quý cô ăn là không biết ngon biết dở, biết ngon biết dở chứ sao không ngon. Bữa nào mấy chị nào mà nấu đồ ăn chay
ngon quen rồi. Nhưng mà em nào nó mới đến chùa lần đầu, nó chưa biết nấu đồ cơm chay mà ăn mắc cười lắm luôn. Ăn mắc cười vô cùng, nhưng mà vẫn ăn. Không phải là không biết ngon biết dở, nhưng mà vẫn ăn. Tại vì chỉ biết là mình ăn để no thôi, chứ không phải ăn để ngon. Quý vị hiểu không? Chỗ này mình ráng tu ha. Rồi mình còn hai cái cuối cùng, sư cô sẽ nói trong vòng 5 phút là mình xong pháp thoại ngày hôm nay. Cái thứ 8 đó là chú tâm cảnh giác vào mọi lúc, tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại. Cái này nó hơi khó. Cô nói là đơn giản, quý vị hiểu là bất kể chúng ta ngồi ở đâu, chúng ta cũng phải chú tâm tỉnh giác. Tức là sao? Luôn luôn chánh niệm đó quý vị. Ở cái chỗ đang ở trong chánh điện, hay là về nhà mình, hoặc là lên công xưởng, quý vị mà có chánh niệm, làm cái gì, biết mình đang làm cái gì đó, quý vị sẽ giảm thiểu rất nhiều những cái sơ sót trong công việc. Nhiều người gặp tai nạn lao động, nhiều người làm cứ sai tới sai lui, bị sếp la, bị người này người nọ, thậm chí người làm chung của mình cũng không vui với mình, tại mình làm sai hoài. Thì những người xung quanh sẽ bị tác động tiêu cực, đúng không? Nếu như mình nỗ lực, mình làm cho chỉnh chu, thì những người xung quanh mình đều rất là hoan hỷ với mình, và mình ít sai sót hơn. Lái xe cũng vậy quý vị, thấy không? Mình tập trung mình lái xe thì mình sẽ làm giảm những cái gì? Giảm những cái tai nạn giao thông. Ví dụ mình vừa lái xe mình vừa nói chuyện điện thoại đi, là bảo đảm là rất là dễ sơ suất va quẹt, phải không nè? Cho nên làm cái gì cũng phải chánh niệm và tỉnh giác. Gọi là Đức Phật gọi là sao? An trú chánh niệm trước mặt. Nghĩa là lúc nào mình cũng nhớ tới cái hơi thở ở đây, lúc nào mình cũng sống với chánh niệm hiện tiền, thì mình có dễ dàng nổi sân không? Dạ không. Mình có dễ dàng bị si nó chi phối không? Không. Những người mà dễ dàng bị sân bộc phát đó là những người đang thiếu chánh niệm. Vì thiếu chánh niệm nên rất dễ sân si, và vì thiếu chánh niệm nên rất dễ sao hôn trầm nè, trạo cử nè, hối quá nè. Trạo cử là cứ lúc la lúc lắc. Cô thấy có nhiều em đến chùa không bao giờ nó ngồi yên được, nó phải đụng cái này, nó phải đụng cái kia, nó phải chọc cái này, nó phải lúc la lúc lắc, rất là trạo cử mà không biết mình trạo cử. Ngồi yên vậy ha, chạy chơi làm công quả gì cả ngày không nói gì, mà cô kêu vô ngồi thiền đúng 10 phút với cô bắt đầu mắc ho. Ho quá trời ho, ho xong cái nhúc nhích xong cái chịu hết nổi đi vệ sinh. Thật ra nguyên cái giai đoạn mà ho đi vệ sinh nhúc nhích đó, ngồi chưa được 5 phút nữa đó quý vị. Chứng tỏ là bình thường sao? Mình quá trạo cử luôn, phải không? Trạo cử không biết, có nhiều người bình thường là nói nhiều quá, cho nên đến chùa cũng không biết là mình đang quá nói nhiều luôn á. Đến chùa là bắt đầu vô bếp hỏi, em quê đâu, em làm gì, ngày nghỉ mấy tiếng. Cô ngồi trên lầu, cô nghe từ đầu đến đuôi, từ lúc bước chân vô chùa tới lúc về 2 tiếng đồng hồ, không thấy nghỉ nói được 3 phút luôn á quý vị. Thiệt, có người như vậy. Sợ có con bé nữa, cô nói hoài à con. Hôm nay con thử vượt lên chính mình á, tức là con đừng có nói một cái câu gì trong 5 phút được không? Con này, con có coi thường con hoài à, con có để ý con hoài à, con đâu có vậy đâu mà cô. Cô nói nãy giờ con nói xong chưa được 10 giây luôn là em nói 1 giây rồi đó. Thôi bây giờ em giả bộ em không nói được trong 3 phút liên tục, em nhịn được 3 phút em nghĩ nói được không? Không được đâu quý vị. Thiệt luôn đó. Nó đã nói liên tục như vậy rồi là không biết là mình đang nói nhiều luôn. Có nhiều người ngồi yên 5 phút không được, im không nói 5 phút cũng không được đó. Hôm nay là đạo tràng mình rất giỏi đó. Những vị rất lần đầu tiên đi chùa, mặc áo tràng chỉnh chu chứ. Ngồi ăn cơm chánh niệm không ai nói tiếng gì chứ. Tụng kinh không ai nói tiếng gì chứ. Nãy giờ con nói cả tiếng đồng hồ chưa ai chen vô nói câu nào chứ. Vậy là còn giỏi đó quý vị, thật sự. Cho nên chúng ta là ít nhất là có chánh niệm đó. Quý vị phải nuôi lớn chánh niệm. Nuôi lớn chánh niệm thì mình mới biết là mình đang nói ấy đó. Có nhiều chị là cứ nói là cái gì tâm con thì hiền mà miệng con hổn á. Cứ nói cái gì ra là người ta khó chịu ha. Tới mức mà chị đó đi chùa không ai thích ngồi gần luôn. Nói chuyện không ai muốn nghe luôn. Mà cứ chỉ trích, ví dụ hồi nữa là cô cho thời gian ngồi sinh hoạt đạo tràng đúng không? Ở đây mình lạ quá nên người ta là cười với nhau. Mình chưa có chỉ trích đâu. Còn ở trển mà quen rồi, thân rồi, chia công tác rồi á, là bắt đầu có nói qua nói lại. Bắt đầu nói qua nói lại. Mà nói mà không dùng ái ngữ, nói mà không đúng thời đó, là rất là dễ gây xích mích và chia rẽ. Mà thậm chí có lúc cô biết chị nói như vậy là đối phương không hài lòng đâu. Cô ngồi sát một bên, cô cầm cái tay chị luôn á. Cô nắm cái tay chị trong lòng bàn tay cô luôn á. Để ý cô nói là chị nè, chánh niệm nè. Thôi đừng nói nữa, cô hiểu rồi đó. Nhưng mà vẫn nói nha quý vị. Tay cô vẫn nắm nha, miệng vẫn nói nha. Chẳng lẽ cô bịt luôn cái miệng chị lại thì kỳ. Không im được đó quý vị. Là không chánh niệm là mình đang có nên nói cái việc này hay không. Giờ quý vị phải để ý rằng nếu mình không có những cái tật xấu đó, mình có tự khen mình chê người không? Dạ không. Và âm thầm sao? Nuôi dưỡng lớn cái tính cách này lên. Quý vị hiểu không? Phải có chánh niệm thiệt lớn thì quý vị có bình an thiệt nhiều. Những người nào mà bị cái cảm xúc gọi là không làm chủ được cảm xúc á, bên ngoài tác động một cái cái mình dội lại liền một cái đó, những người đó thường không thành công, không làm được việc lớn và dễ mất hạnh phúc nữa, gia đình nữa. Nhiều khi ông bà mình dạy rất là hay đúng không? Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa mấy đời mà khê, đúng không? Những lời dạy rất là mộc mạc bình dị mà rất là chân lý. Giờ biết chồng mình đang nóng mà cứ cãi chặt 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 là ông quýnh mình liền. Và đang nóng rồi, ví dụ người mà người ta còn đang uống rượu nữa, người ta có trẻ chồng xin nạn như trên này rồi, thì mình nín đi. Không, mình cứ nói
cứ nói vậy có chết không? Dạ chết. Bữa chị cái chị lên chùa chị kể cô vui lắm, là bữa tự nhiên chồng chị hiền lắm lắm luôn, anh này anh hay lên chùa cô biết mà, nhưng hôm đó không biết sao á, ức chế gì đi uống rượu về xỉn xong rồi không có đánh vợ đánh con gì hết, nhưng cứ la vậy đó, cứ la á á rồi la tà le rồi ném đồ tùm lum. Cái thằng nhỏ nó nói, thằng nhỏ mới có 5 tuổi thôi, nắm tay mẹ vậy là không được rồi mẹ, đêm nay hai mẹ con mình lên chùa ngủ đi mẹ, là không bình an rồi. Dễ thương không? Có 5 tuổi thôi nhưng mà em nó sâu sắc hiểu rằng ba nó đang không phải bình thường rồi, không có giống người bình thường rồi. Bây giờ mà hai mẹ con nó mà húi hé lên một cái là mắc công mang quạ sao. Nó nắm tay mẹ kêu mẹ mẹ không mấy tối nay lên chùa ngủ đi mẹ, biết chùa bình an mà. Ghê không? Hôm qua mới tới chùa xong, mẹ tối nay ngủ chùa đừng về luôn đi. Cho nên mình thấy không, cái đó là cái chánh niệm đó. Cái lúc đó mà cãi lộn được gì đâu, cái lúc đó mà nói nữa là tan nhà nát cửa. Cho nên khi chánh niệm mình càng lớn thì từ gia đình cho tới xã hội mình sẽ thành công và hạnh phúc rất là nhiều ha. Và chánh niệm tỉnh giác này trong bốn cái uy nghi là sao, quý vị nghe mấy từ này nó khó, nhưng mà nói chung là đi đứng nằm ngồi đi tới đi lui co duỗi tay chân đều chánh niệm. Cô nói đơn giản là quý vị làm gì, biết mình đang làm gì là thành tựu được không. Và cái cuối cùng đó là thiền định, gột sạch năm triền cái, đó là tham sân hôn trầm trạo hối nghi, nhờ vậy mà chứng đắc bốn thiền ba minh. Thôi đoạn này mệt rồi cô, thôi nghỉ. Đoạn này đúng là mệt rồi đó, tại cô cũng chứng tới chỗ này. Cô nói rồi, cô chứng nào tật đó, chứ cô không có chứng được cái tầng thiền nào hết trơn hết á. Cho nên giảm tới mấy đoạn này là cô hay lướt qua lắm. Lý do tại sao? Khi nào mình làm được mình mới nói. Giống như là bây giờ quý vị ngồi ăn sầu riêng ngon đúng không? Cái vừa ngồi mô tả cho chồng mình để chồng mình ăn sầu riêng, giờ anh trái sầu riêng nó vậy nè, bên ngoài cái vỏ nó xù xì, bên trong cái da nó vàng nè, cái mùi nó dĩ đó, chứ ăn nó ngon nó béo nè. Thôi ngồi diễn tả chi cho mệt vậy, tiếng Hàn cũng đâu có đủ đâu mà nói, tiếng Hàn thì ngắn nữa, mang chồng cái sầu trái sầu riêng không cho một muối không ăn là biết liền đúng không. Tương tự như vậy, khi mà mình đã chứng tới cái tầng thiền đó là mình hiểu cái vị giải thoát nó ở cái đạt mức cái độ đó. Chứ bây giờ mà cô ngồi nói thì cũng là cô học thuộc lòng, cô nói cho quý vị thôi. Cô sẽ học thuộc lòng được thiền thứ nhất là như gì, do gì ly xã hỷ lạc gì tùm lum tà la hết á. Học thuộc lòng hết trơn, từ hồi Phật học căn bản đã học thuộc rồi chứ không phải tới mức độ này, nhưng mà không có ý nghĩa gì hết. Mấy cái này quý vị Google lúc nào cũng ra hết. Tóm lại, khi mà mình gột sạch được năm triền cái là tham sân hôn trầm trạo hối và nghi, thì mình sẽ chứng được bốn thiền ba minh, liễu tri được chân lý. Và chỗ này, người này Đức Phật gọi là thật sự là bậc sa môn phạm hạnh, tức là bậc a la hán. A la hán là sao? Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm và không còn hiện tại đời sau kiếp khác nữa. Đây là cái con đường tối hậu mà bất kỳ hành giả tu Phật nào cũng hướng đến, nghĩa là làm chủ sanh tử và làm chủ những cái phiền não của mình. Quý vị hiểu không? Là tới chỗ này mới gọi là rốt ráo thành tựu nè. Còn chưa tới chỗ này thì đừng khen mình chê người, tới chỗ này hãy nên khoe. Mà quý vị biết rằng các bậc a la hán không bao giờ tự khoe mình là a la hán, vậy thì ai còn lang thang trên đời tự xưng mình là a la hán thì a la hán thiệt không? Dạ a la làng đó, chứ không phải a la hán đâu. Cái này cô khẳng định chắc chắn, tại vì không có a la hán nào tự xưng mình là a la hán hết trơn. Cho nên bình thường mình đã không nên khen mình chê người rồi, mà khi mình nên khen mình là cái lúc mình đã chứng đắng rốt ráo thành a la hán rồi mình mới nên tự khen. Mà thật ra cái bậc đã tới a la hán rồi chẳng còn tự khen mình nữa, quý vị hiểu không? Cho nên mình học theo gương hạnh bậc khánh là không có tự khen mình, và ráng tu tới đoạn này ha. Tóm lại, kết luận bài này nó dài thòn lòn vậy đó, nhưng nội dung như thế nào? Cái con đường giải thoát thì chỉ có một, như từ đầu cô đã nói quý vị rồi, giải thoát thì chỉ có một, cái vị giải thoát cũng chỉ có một, an lạc hạnh phúc tuyệt đối. Và con đường đi đến giải thoát đó chỉ có một độc lộ duy nhất thôi, một con đường duy nhất, đó là con đường giới định tuệ để đoạn trừ khổ đau. Vậy thì cái vai trò của Đức Phật là bậc đạo sư dạy con đường cho mình, thì vai trò của mình là phải đi trên con đường đó, quý vị hiểu không? Chứ không có phải là học thuộc lòng Đức Phật dạy cái con đường đó mà không đi thì mình có thành Phật được không? Không. Giống quý vị học thuộc lòng cái bản đồ từ nhà mình đến chùa Dung Quân Sa, nhưng quý vị dĩ nhiên không bao giờ đến chùa, quý vị ở nhà cứ nói đi đến ngã tư rẽ phải, đi đến ngã ba rẽ trái, quý vị học thuộc lòng vậy quý vị có tới chùa không? Không. Thôi vì quý vị đừng có học thuộc lòng, quý vị chạy theo cái định vị, nó tới đây là quý vị tới chưa? Tới rồi. Như vậy Đức Phật đã tìm ra con đường thì mình đi trên con đường đó thì mình mới thành Phật, mới có giác ngộ giải thoát trọn vẹn tuyệt đối ha. Đặc biệt ở đây chúng ta thấy là bài kinh này Đức Phật đưa ra rất là nhiều cái hình ảnh ví dụ để dễ hình dung, để dễ nhận thức. Như quý vị thấy là Đức Phật dạy chi tiết từ tiết độ trong ăn uống, ăn mặc ở tàm quý hổ thẹn, đi đứng nằm ngồi thân khẩu ý vân vân, rất là dài. Nhưng mà chúng ta tu đúng pháp thì sao?
mình sẽ có không bao giờ cảm thấy cô đơn rồi trống vắng, lo âu sầu muộn, đi với cái niềm tin gọi là tin tuyệt đối, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, đi với một cái quyết tâm dũng mãnh tới đích mới thôi. Với cái cương quyết đó, với cái dũng mãnh tinh tấn đó, với niềm tin chánh tín đó, thì quý vị sẽ lúc nào cũng có rất là nhiều hân hoan hạnh phúc. Quý vị hỏi cô sao lúc nào có công việc bận như vậy cũng thấy cô rất là nhiều năng lượng, lúc nào cũng thấy cô rất là vui, là tại sao quý vị biết không? Cô vui với cái đời tu của chính mình, không phải là màu là mè mà vui được. Mình thật sự vui trong từng thời kinh của mình. Ai ép cô tụng kinh, đúng không? Ở đây ví dụ cô không tụng kinh đâu ai nói cô, quý vị đâu có biết, phải không? Nhưng mà cô thật sự vui, sáng sớm thức dậy thỉnh ba tiếng chuông, nhìn ông Phật thắp cây nhang lên, tụng một bài kinh là thấy tràn đầy hạnh phúc rồi. Ai ép cô phải lạy 108 lạy, nhưng mà mỗi cái lạy xuống cô cảm thấy hân hoan, mỗi cái lạy xuống mình cảm thấy buông bỏ và giải thoát, mỗi cái lạy xuống mình thấy mình tháo gỡ bớt những gút mắc với những người xung quanh, mở được cái an trái từ nhiều kiếp quá khứ. Cho nên không ai xúi ai biểu hết, mà ngày nào cũng mình rất là thích lạy Phật. Đó là sao? Cái hân hoan, cái an lạc trên cái con đường chinh thắng đó. Ai ép cô phải giữ giới, ai ép cô phải ăn chay, đâu có ai ép, quý vị thấy không? Nhưng mà mình có cái niềm tin đúng đắn, rõ ràng là mình nếu làm theo những lời Đức Phật dạy như vậy, mình sẽ được giải thoát, phải không? Cho nên mỗi ngày đi trên cái con đường đó là mỗi ngày là một ngày vui. Cô hy vọng quý Phật tử cũng vậy. Slogan của đạo tràng mình đó là thương còn không hết, ghét nhau chi, và mỗi ngày là một ngày vui. Cho nên quý vị đến chùa, lạ cũng như quen, xa cũng như gần, mình thấy là ai thương được thì thương, ai tha được thì tha, chứ đừng có ghét bỏ chi, đừng có ghim gút chi, đừng có đánh giá, chỉ trích, chê bai, nói xấu, dè biểu chi, thương còn hết, ghét nhau chi. Hai nữa là mỗi một ngày là một ngày vui. Muốn có một ngày vui thì làm như thế nào cho nó vui, đúng không? Mình phải làm lành thì mình mới vui. Chứ mình đi lừa đảo người ta, mình đi nói xấu người ta, mình đi chỉ trích người ta, về mình bất an ghê lắm. Mình nói xấu đầu này, nói xấu đầu kia, mai mốt thế nào cũng lòi ra hả? Phải không? Muốn người ta không biết thì đừng có làm. Vậy cho nên để đừng có bất an thì đừng làm việc xấu. Như vậy thì mình sẽ rất là an vui, và ngày nào mình cũng rất là tràn đầy năng lượng. Cho dù là những người thân yêu mình có rời bỏ mình, cho dù là những cái mong ước của mình có chưa được thành tựu, thì mỗi một ngày mình tự được chế tác cái hạnh phúc cho mình. Quý vị hiểu không? Đó là cái lợi lạc của mình so với những người không biết đạo và không biết tu. Cô cứ lặp đi lặp lại hoài câu nói của Hòa Thượng đó, là sao? Tu không phải để hết khổ, tại hết khổ lấy gì tu. Nhưng mà thấy khổ tâm không động thì đó mới là công phu. Mình sống ở cõi ta bà này là mình biết là cõi kham nhẫn, tức là bất như ý nó nhiều hơn cái như ý, nhưng mà nó còn khổ như vậy đó, cõi khổ như vậy đó, nhưng mà mình vẫn nhẹ nhàng tự do đi qua từng ngày. Thì đó là cái lợi lạc của người con Phật so với những người khác ha.